Có thể nói trước hàng loạt những sự cố gây mất an toàn của các xe đưa đón học sinh, khiến các bậc phụ huynh và người dân vô cùng bức xúc và lo lắng. Mới đây, ngành chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân chấn chỉnh, siết chặt lại các quy định an toàn đối với các phương tiện đưa đón học sinh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố tương tự như ở Đồng Nai. Những chiếc xe này, sau khi đưa các em học sinh đến trường, đều được lực lượng chức năng đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính, cũng như điều kiện an toàn của phương tiện. Qua kiểm tra, tất cả các tài xế đều chấp hành đúng các quy định, ý thức tốt trong việc đảm bảo an toàn khi đưa rước các em học sinh đến trường. Tôi nghĩ rằng cái xe mà nếu mình thật sự cái xe mà đúng của nó là không bao giờ có trường hợp mà xảy ra cũng như là cái trường hợp ở Đồng Nai. Trách nhiệm của mình là đưa rước học sinh để mình lấy tiền người ta, mình phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ. Mình phải đảm bảo an toàn cho các cháu đầu tiên. Trước khi là giống như mấy trường hợp rồi, thì mình cứ lên kiểm tra rồi, coi kỹ rồi mấy em rồi, dặn dò mấy em rất là kỹ. Trước khi rồi đó, mỗi lần mà mấy em nó xuống xe là em đều lên kiểm tra hết đó. Theo ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Lương Định Của, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, với nỗ lực đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường, nhiều năm liền ban giám hiệu nhà trường luôn cố gắng tuyên truyền, quản lý, phối hợp với các đơn vị vận tải, mỗi ngày đưa đón gần 300 học sinh an toàn bằng những chuyến xe trợ giá, đảm bảo không để xảy ra các sự cố đáng tiếc nào cho các em khi đến trường. Đầu năm tôi có cái xây dựng một kế hoạch phối hợp là mời cái đơn vị hợp tác xã Thanh Sơn đó, cùng tất cả các cái tài xế phải họp một cái buổi họp. Thì trong cái buổi họp đó thì tôi có yêu cầu phải thực hiện về cái tất cả các cái tiêu chí về an toàn trong cái xe, và thứ hai nữa về cái hồ sơ giấy tờ về pháp lý phải đảm bảo cho tôi, và thứ ba nữa là phải tập huấn về bồi dưỡng cái kỹ năng kiến thức là để đảm bảo an toàn cho học sinh. Từ lúc mà đón học sinh cho đến lúc mà trả học sinh về đến nhà. Thứ nhất là phải có sự kết hợp với nhà trường, với giáo viên, với những bảo mẫu mà để đưa đón bé. Thứ hai nữa là tài xế nữa, là ba thành phần đó phải kết hợp với nhau để làm sao để có thể giữ an toàn cho bé trong lúc di chuyển từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường, Sở Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Giao thông và các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về điều kiện an toàn giao thông. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 25 trường học với gần 70 phương tiện đưa đón học sinh có trợ giá và không có trợ giá, phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm bình chữa cháy hết hạn sử dụng. Thanh tra Sở Giao thông tải sẽ kiểm tra phương tiện, những cái quy định về phương tiện, ví dụ như là giấy đăng ký, đăng kiểm, phù hiệu và người điều khiển phương tiện. Hiện nay thì cơ bản là các trường này chấp hành tốt theo những cái nội quy mà quy định của Sở Giao thông tải về cái loại hình đưa rước học sinh có trợ giá. Các cái phương tiện cũng như là người điều khiển phương tiện thì chưa có phát hiện vi phạm những cái quy định của luật giao thông đường bộ cũng như thuộc thẩm quyền xử lý của thanh tra Sở Giao thông tải. Với hàng loạt các sự cố gây mất an toàn như bỏ quên học sinh trên xe, bị rớt khỏi xe khi đến trường, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mất an toàn của các em học sinh khi đến trường. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp để rà soát, kiểm tra các xe đưa đón học sinh, đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho tài xế và cả chính nhà trường.